nước bên con mẹ ơi dắt con trong ân tình, biết khinh chê lợi danh, biết hy sinh quên mình, phục vụ tha nhân gần xa, ai cần chia cơm áo, ai cần nơi gối đầu. Hát với con mẹ ơi, hát cho ai khổ sầu, hát cho ai lầm than, hát cho ai vô vọng, nguyện đời con như tiếng hát giữa âm vang rất xa, vang mãi khúc ca bình an. Nguyện mẹ dạy con luôn biết tốt mến, nên như muôi men cho cuộc đời, làm ngọn đèn thiên soi lối xua bóng đêm ngục tù, vây hãm bao linh hồn. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục Peter Lê Thanh Quang và audio sách đạo. Linh hồn nguyện được trở nên như Chúa. Tràn hồng ân con cùng mẹ dấn thân đẹp lời thưa xin vâng, để đời ngập tràn hồng ân con cùng mẹ dấn thân đẹp lời thưa xin vâng. Trích sách giảng viên: Hỡi thiếu niên, hãy hân hoan trong thời niên thiếu, và tâm hồn ngươi hãy hưởng hạnh phúc trong những ngày thanh xuân. Hãy sống theo đường lối tâm hồn ngươi và theo cái nhìn của mắt ngươi. Nhưng ngươi hãy biết rằng Thiên Chúa sẽ xét xử ngươi về những điều đó. Ngươi hãy loại bỏ sự giận ghét khỏi lòng ngươi, và hãy khai trừ sự gian ác khỏi xác thịt ngươi, vì tuổi trẻ và khoái lạc đều là hư không. Trong ngày thanh xuân, ngươi hãy nhớ đến đấng tạo thành ngươi, trước khi thời gian đau khổ tới, và trước khi tới thời gian mà ngươi sẽ nói, tôi không thích, trước khi mặt trời, ánh sáng, mặt trăng, tinh tú sẽ ra tối tăm, và trước khi mây đen kéo lại sau trận mưa, khi kẻ giữ nhà run sợ, khi những kẻ anh dũng khiếp nhược, khi còn ít bà xay bột cũng ngưng việc, khi mấy bà nhìn qua cửa sổ mà chẳng thấy gì, khi cửa phố phường khép lại và tiếng cối xay nhỏ dần, khi người ta nghe tiếng chim kêu mà trỗi dậy và tiếng hát của các thiếu nữ tắt dần đi. Ở những nơi cao người ta run sợ và trên đường đi người ta cũng khiếp đảm. Hạnh đào sẽ trổ hoa, châu chấu sẽ béo mập, cây phong điểu sẽ đâm chồi nảy lộc, vì con người sắp đi về nhà vĩnh cửu, và kẻ than khóc rảo quanh mọi phố phường, trước khi dây bạc đứt tan và bình vàng vỡ nát, chiếc vò bể tan bên bờ suối, trục quay nước giếng gãy tan tành, và tro bụi sẽ trở về đất, hồn sẽ trở về cùng Chúa, đấng đã tác tạo nó. Giảng viên đã nói: Phù vân trên mọi phù vân, và mọi sự đều là phù vân. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah.
Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thanh thiện trong mọi việc Chúa làm. Alleluia, 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 Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì người phán cùng các môn đệ rằng: Phần các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi người về lời ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý anh bạn chị em, ở phần cuối chương 9, Thánh Luca xác nhận rõ ràng hơn nữa. Một lần nữa Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết là Ngài sẽ bị nộp vào tay người đời. Cũng như Ngài đã nói trước sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin là Ngài sẽ bị giết chết, ngày thứ ba Ngài sống lại. Bây giờ Chúa lại nhắc nữa. Các tông đồ hoàn toàn không hiểu được lời này, bởi vì các tông đồ vẫn ở trong cái não trạng của những người Do Thái giáo thời đó, là mong chờ một đấng cứu thế sẽ giải thoát họ khỏi nô lệ đế quốc Roma, và họ đi theo Chúa, hy vọng sẽ được ngồi bên hữu bên tả, mà Chúa lại nói tới việc Chúa sẽ bị giết chết, rồi chờ tới ngày thứ ba mới sống lại. Chuyện sống lại từ trước đến giờ vẫn nghe đó, nhưng mà ngày tận thế mới sống lại. Còn ở đây, Chúa nói ngày thứ ba Chúa sẽ sống lại. Các tông đồ đã nghe tất cả nhưng không hiểu được, mà cũng không dám hỏi Chúa. Vì đối với các ông, Chúa nói sự thật rõ ràng cho tới cái giây phút tiệc ly mà các tông đồ vẫn chưa có hiểu trọn vẹn cái ý nghĩa về cuộc khổ nạn của Chúa. Đúng là một huyền nhiệm về tử nạn và phục sinh. Không có Chúa Thánh Thần đến hướng dẫn thì thực sự khó mà ai hiểu được. Thì các tông đồ dù được Chúa giảng dạy 3 năm và ở với Ngài, các tông đồ biết rõ Chúa đầy quyền năng, Chúa có thể làm được tất cả mọi cái, tại sao Chúa không làm gì hết? Chúa không có giải thoát dân tộc Do Thái. Chúa vẫn cứ để cho người Roma đàn áp họ, và họ chỉ là một cái nước bị đô hộ thôi. Họ mong Chúa sẽ lên tiếng, và họ sẵn sàng đi theo Chúa, cầm kiếm cho Chúa. Họ hoàn toàn suy nghĩ theo cái lối của trần gian, như bao nhiêu người Do Thái thời đó. Chỉ mong đợi như vậy thôi. Mong đợi một đấng cứu thế để giải thoát họ về chính trị, về kinh tế. Chứ không có hiểu một đấng cứu thế theo nghĩa của Thiên Chúa là muốn giải thoát con người tận gốc rễ của sự dữ. Đó là tội lỗi. Đó là nô lệ cho ma quỷ. Tất cả cái sự dữ này mà con người phải chịu đau khổ từ khi mới sinh, rồi cho tới ngày tận thế. Đau khổ và sự chết, nó cứ thống trị con người. Thì Chúa Giêsu đến, Ngài đã đón nhận tất cả. Ngài chấp nhận đồng hành đi qua ngưỡng cửa của tử thần, để phục sinh vinh quang, để đưa tất cả mọi người phải chết. Mọi người chịu hậu quả của tội lỗi là sự chết, thì được sống lại vinh quang với Ngài.
Cho nên, Ngài là hoa quả đầu mùa giữa những người an giấc, thì Ngài đã sống lại, bởi vì Ngài là Thiên Chúa đang ở giữa họ. Nhưng mà mọi người thán phục Chúa về mọi việc Chúa làm, bao nhiêu phép lạ Chúa làm, nhưng mà họ không thể nào hiểu được một Thiên Chúa đang ở giữa họ, và một Thiên Chúa không đi cái con đường của con người, không đi cái sự khôn ngoan của con người, mà đi cái con đường vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Con đường này, sau này Chúa Thánh Thần đến trên các tông đồ mới hiểu là Chúa đã đi cái con đường vâng phục Chúa Cha cho đến chết trên thập giá, để đền tội lỗi của con người và đưa con người về làm con cái của Cha trên trời, chứ không phải chỉ dừng lại ở cái đời sống chóng qua của trần gian. Chúa không đến để giải thoát con người về những cái tầm thường chính trị, kinh tế, rồi hết chế độ này qua chế độ kia, rồi cũng sâu xé với nhau, rồi cũng tranh nhau danh vọng, tiền bạc, lạc thú, rồi chiến tranh, hận thù, đi trong cái vòng lẩn quẩn như vậy. Chúa không có đi cái con đường cũ đó, mà Chúa muốn cho tất cả chúng ta, mọi người đều được giải thoát trọn vẹn để làm con cái của Cha trên trời. Trong bài đọc thứ nhất, sách giảng viên tiếp tục nói cho chúng ta về đời sống chóng qua của trần gian, phù vân trên mọi phù vân, và mọi sự đều là phù vân. Tuổi trẻ, trước mắt của tuổi trẻ là hưởng thụ, nhưng mà hãy nhớ rằng mình sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Tuổi thanh xuân rồi cũng sẽ qua đi, nhưng mà phải nhớ tới đấng tạo thành mình, để một khi không còn tuổi thanh xuân nữa, giờ chết đến, thì chúng ta luôn luôn sẵn sàng để về ở bên Chúa mãi mãi. Cho nên mọi cái rồi sẽ qua đi, và con người dù có tranh chấp nhau, hơn thua nhau mọi thứ, rồi tất cả đều bỏ lại. Và mọi người cứ lao nhập vất vả dưới ánh sáng mặt trời, rồi cuối cùng cũng bỏ lại tất cả cho trần gian, rồi về bên kia thế giới. Vì hồn của con người phải trở về với đấng tạo thành ra nó, còn mọi thứ sẽ trở về với bụi đất. Sách giảng viên suy tư cái sự thật về đời người để tìm tới cái cùng đích của mình ở nơi Thiên Chúa. Và cùng đích của mình phải đi qua tử nạn, phải đến phục sinh vinh quang, chứ không phải là cái con đường dễ dàng như chúng ta suy nghĩ. Chúng ta là những người con của Cha trên trời, chúng ta đã được giải thoát rồi. Không phải như thời của các tông đồ chưa hiểu, nhưng thời của chúng ta Chúa Thần đã đến, và Chúa Thần đã cho chúng ta hiểu được con đường của Chúa Giêsu đi. Điều quan trọng là chúng ta có lựa chọn đi con đường của Chúa Giêsu, con đường hy sinh vì tình yêu mến Chúa, hy sinh để tuân giữ các giới răn của Chúa, hy sinh không chạy theo những ghen tương, đố kỵ, kiêu ngạo, hưởng thụ, dâm ô, trụy lạc, rồi bao nhiêu những cái mà người ta tranh chấp nhau để hơn thua vật chất trần gian, để rồi tất cả mọi sự đều qua đi. Biết bao nhiêu đời sống của con người đã trải qua trên trần thế, dù vinh hoa tột bậc như Salomon, rồi cũng phải chết, phải bỏ lại tất cả cho trần gian. Đền thờ Jerusalem dù có hàng ngàn tỷ đô la đi nữa, rồi cũng bị bình địa, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng ngay cả các đền thờ mà vẫn còn bị tiêu tan, còn đời sống của con người dù vinh hoa tột bậc rồi cũng tiêu tan. Điều quan trọng là đi với Đức Kitô, đồng hành với Đức Kitô để chúng ta sống lại vinh quang với Chúa, đó là điều quan trọng mà Đức Kitô dẫn đường chúng ta đi, không phải một vài ngày mà 2000 năm rồi. 2000 năm rồi các vị thánh đã trải qua
đã được Thánh Thần Chúa dẫn dắt và các ngài đã yêu mến Chúa Giêsu, bước theo Chúa Giêsu cho đến chết với Đức Kitô, như các thánh tử đạo Việt Nam chẳng hạn, rồi bao nhiêu vị thánh đã trải qua tại Roma, bị bắt bớ suốt 300 năm đầu tiên, các ngài vẫn trung thành với niềm tin của mình. Các thánh tử đạo Nhật Bản chẳng hạn, dù bao nhiêu bắt bớ và suốt 200 năm không có một linh mục nào đến, các ngài vẫn giữ vững đức tin cho tới khi được tự do tôn giáo. Như vậy, chúng ta biết Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Ngài ban Thánh Thần tình yêu để giúp chúng ta hiểu được lời của Chúa, lời chân lý của Chúa, lời đưa chúng ta tới bình an và hạnh phúc đời này và đời sau. Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, là lời chân lý. Chúng ta đi theo Chúa Giêsu và gương mẫu của Ngài, lời dạy của Chúa Giêsu mới đưa chúng ta đến với Chúa Cha, và chúng ta mới nhận ra nhau là anh chị em khi con người loại trừ được ích kỷ, kiêu ngạo, bao nhiêu những cái đam mê bất chính, thì học nơi Chúa Giêsu đến để phục vụ, đến để trao ban, đến để làm những gì tốt nhất cho anh chị em mình, là hạnh phúc của chính mình, thì chính chúng ta sẽ được bình an và hạnh phúc. Còn khi chúng ta chỉ dừng lại ở những cái chóng qua của trần gian như sách Giảng Viên đề cập tới, thì tất cả là phù vân nối tiếp phù vân. Chúng ta phải suy tư lời Chúa hôm nay để xin Thánh Thần Chúa giúp chúng ta can đảm bước theo Chúa Kitô là con đường khôn ngoan nhất, con đường dẫn đưa chúng ta tới hạnh phúc muôn đời bên Chúa trong đại gia đình của Chúa. Đời người trong phai màu tàn như cánh hoa phù dung, một mình Chúa ta là Alpha Omega, Chúa Cha và Chúa Con cùng Chúa Thánh Linh muôn đời. Amen. Đây lời xưa tuyên ăn, lời Thiên Chúa phán cùng A Dòng. Ngươi vì ăn chay cấm, đầy chuốc mang vào thân ăn chén. Ôi là kiếm cho tàn, thì rồi một mai Ngươi sẽ trở về, về bụi cho. Đời người trong phai màu tàn như cánh hoa phù dung, một mình Chúa ta là Alpha Omega, Chúa Cha và Chúa Con cùng Chúa Thánh Linh muôn đời. Amen. Con người như mây khói, một cơn gió thoáng là tiêu tan, như quỳnh hoa tươi thắm tàn heo sau một cánh khoe sắc. Duy mình Chúa trên trời, đời đời quyền năng, bền vững muôn đời từ ngàn xưa. Đời người trong vai màu tàn như cánh hoa phù dung, một mình Chúa ta là Alpha Omega, Chúa Cha và Chúa Con cùng Chúa Thánh Linh muôn đời. Amen.
Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 28 tháng 9, lễ kính thánh Vincent Lau, Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của thánh Vincent Lau qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Vincent Lau. Thánh Vincent Lau cai trị Bohemia vào thời mà miền này mới chỉ có một phần theo Kitô giáo. Thánh Vincent Lau sinh lối năm 907 tại Bohem Tiệp Khắc, trong một gia đình vua chúa. Cha ngài là vua Krakislav, là người khôn ngoan, dũng cảm, lương thiện, một Kitô hữu rất đạo đức, thánh thiện. Nhưng bà Drahomira, mẹ ngài là người ngoại giáo, lại thù ghét đạo. Bà chỉ lo săn sóc cho em ngài là Boleslav, theo tà đạo mà bỏ bê Vincenzlav. Nên bà nội là thánh nữ Luminda thấy rõ sự nguy hiểm cho cháu, nên đã lo giáo dục Vincenzlav. Vincenzlav, con người có nhiều đức tính đáng phục, đã đáp ứng hoàn toàn sự lo lắng của bà nội. Ngài có lòng mộ mến các nhân đức, siêng năng tìm hiểu lẽ đạo để sống thành một Kitô hữu chân chính. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã có lòng mến Chúa yêu người. Ngài mộ mến cách riêng Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngày nào cũng đến nhà thờ dự thánh lễ và giúp lễ. Được giúp lễ thì lấy làm vui mừng lắm. Nhiều lần trong mùa đông giá lạnh, người đi nhà thờ rất sớm. Các sử gia ghi nhận, nhờ ơn Chúa, Vincenzlav đã được hoàn thiện trong đức tin. Thật vậy, ngài đã làm phúc cho mọi người nghèo, cho kẻ trần trụi mặc, cho kẻ đói ăn, tiếp rước khách lữ hành theo lời tin mừng dạy. Ngài không cho ai đối đãi bất công với các quả phụ. Ngài yêu thương hết mọi người sang hèn. Ngài giúp đỡ các thừa tác viên của Chúa, và ngài chỉnh trang nhiều nhà thờ. Mọi người đều kính phục vua thánh này. Chỉ có bà mẹ ghẻ không ưa gì người và tìm cách giết người để con mình lấy quyền cai trị. Là người nhân đức, song không phải yếu hèn nhu nhược, Vincenzlav cũng can đảm để đối phó cùng kẻ xấu. Có lần người nhận lời đánh tay đôi với kẻ địch. Nhưng khi ra sân, người ấy thấy có hai thiên thần ở bên người, sợ quá xin đầu hàng. Năm 925, vua cha băng hà trong một trận chiến. Bà Drahomira lên nắm quyền nhiếp chính. Độc ác và gian xảo, bà đã sát hại các Kitô hữu, triệt hạ các nhà thờ, cấm hành đạo công khai và dạy giáo lý cho trẻ em. Các Kitô hữu có chức phận bị cách chức, nhường chỗ cho lương dân. Đau lòng vì sự dữ lan tràn, bà Lumeda thuyết phục Vincenzlav lên nắm quyền. Nhưng để tránh cuộc tranh chấp tương tàn, người ta chia đôi lãnh thổ, một phần trao cho Boleslav. Lên cai trị với sự tán đồng của dân chúng, thánh Vincenzlav chỉ mong cho thần dân được hạnh phúc. Ngài cai trị bằng lòng nhân từ hơn là bằng sức mạnh. Ngài lo trợ giúp các cô nhi quả phụ, các người nghèo khổ. Thỉnh thoảng trong đêm tối, ngài vác củi đến cho người bất hạnh, thăm viếng các tù nhân, hay đêm tối tìm đến an ủi họ. Nếu phải kết án, chính ngài đã khóc thương. Đầy lòng kính phục và các linh mục, ngài tự trồng nho ép rượu và giúp lễ. Đêm đêm, ngài đi chân không đến viếng các nhà thờ. Trong một cuộc hành hương như vậy, người hầu cận cho biết chân mình đã tê cóng không thể đi thêm được nữa. Thánh nhân đã dặn, hãy đạp lên vết chân ngài. Anh ta đã vâng theo và cảm thấy ấm áp toàn thân. Drahomira tức giận vì sự êm ấm trong miền Bohemia theo Kitô giáo. Bà quyết sát hại Lumira, người bà nhân đức làm cố vấn cho Vincenzlav. Hai kẻ sát nhân đã giết bà ngay dưới chân bàn thờ. Sau đó đến lượt thánh Vincenzlav. Người mẹ ác đức đã xúi Radislas nổi loạn.
ông này tập trung một đạo quân hùng hậu đến gây chiến. Khi hai bên giáp trận, Thánh Venceslao đã đơn phương độc mã, lâm chiến như một David giáp mặt Goliath. Thế nhưng, Radislas đã xin đầu hàng. Ông ta thấy thiên thần trợ chiến cho Venceslao. Lần kia, Hoàng đế Othon triệu tập các vua chư hầu, trong số ấy có vua Venceslao. Đến giờ tụ họp, mọi người đã có mặt, trừ vua Venceslao. Mọi người cho là vua Venceslao khinh rẻ mọi người, nên nhất trí không chào đón người. Nhưng khi người vừa đến, các vua có mặt, cả Hoàng đế Othon đã đứng dậy chào kính người vì thấy có hai thiên thần đang đi bên cạnh người. Người đến trễ vì mắc dự một lễ Misa. Việc giáo hội dạy mỗi người có một thiên thần giữ mình từ khi mới sinh cho tới chết. Lời dạy ấy đã được làm chứng trong hạnh thánh Venceslao hôm nay. Boleslao, theo lời khuyên của mẹ, quyết hạ sát Venceslao. Hắn lấy tình nghĩa để che lấp ý đồ đen tối của mình. Được mời tới để mừng lễ hai thánh Cosma và Damirano, Thánh Venceslao không một chút nghi ngại gì. Ngài vào thành của Boleslao đúng ngày Chủ nhật lễ hai thánh Cosma và Damiano. Lúc đó người ta cử hành lễ cung hiến đền thờ trong các thành phố. Buổi lễ thật linh đình. Vua Venceslao đi thăm mọi đô thị. Dự thánh lễ xong, ngài muốn trở về Praha. Nhưng Boleslao mời ngài ở lại với mưu đồ gian ác rằng: tại sao anh lại đi? Hôm sau người ta đánh chuông để đọc kinh sáng. Vừa nghe chuông, Venceslao đã nguyện: lạy Chúa, ngợi khen Chúa đã cho con sống đến sáng nay. Và trỗi dậy, đến nhà thờ cầu nguyện như thói quen, ngài đi đọc kinh sáng. Boleslao liền theo anh ra đến cửa. Venceslao nhìn em và nói: này em, hôm qua em tiếp đón anh tử tế quá. Nhưng ma quỷ đã rỉ tai Boleslao và làm cho lòng hắn ra hư hỏng. Hắn rút kiếm ra và trả lời với Venceslao rằng: bây giờ em muốn đón tiếp anh cách tử tế hơn nữa. Nói rồi, hắn dùng kiếm chém đầu Venceslao. Venceslao quay đầu về phía hắn và nói: em âm mưu gì đó? Rồi nắm lấy hắn, ngài đánh ngã hắn xuống đất. Nhưng một trong những cố vấn của Boleslao đã chạy lại và đánh thẳng vào tay ngài. Ngài bị thương nơi tay nên phải buông đứa em ra và chạy vào nhà thờ. Một người thứ ba chạy đến lấy kiếm đâm vào hông ngài. Venceslao tắt thở sau khi thốt ra: lạy Chúa, con dâng hồn con trong tay Chúa. Thánh nhân bị sát hại ngày 28 tháng 9 năm 935. Trước cửa đền thờ, miệng khẩn cầu ơn tha thứ cho em mình. Thánh nhân từ trần trên vũng máu đào. Sau cái chết, Thánh Venceslao được dân chúng luôn tôn kính như một vị tử đạo và trở thành đấng thánh bảo trợ cho xứ Bohemia, nay là Czechoslovakia. Mặc dù cái chết của ngài là hậu quả chính yếu của biến động chính trị, Thánh Venceslao được ca tụng như một vị tử đạo vì đức tin và mộ của ngài trở nên trung tâm hành hương. Ngài được xưng tụng là quan thầy của người Bohemia và người tiệp khắc trước kia. Vua Venceslao nhân từ đã cụ thể hóa Kitô giáo trong một thế giới đầy xáo trộn chính trị. Trong khi chúng ta thường là nạn nhân của một loại bạo lực nào đó, chúng ta cũng có thể đồng hóa với sự tranh đấu của ngài nhằm đem lại sự hài hòa cho xã hội. Mọi Kitô hữu đều được mời gọi tham dự vào việc thay đổi xã hội và sinh hoạt chính trị, vì các giá trị phúc âm rất cần thiết cho thế giới ngày nay. Lạy Cha, Cha đã soi sáng cho Thánh Venceslao tử đạo biết can đảm lựa chọn thà làm dân nước trời hơn làm vua thế gian. Nhờ lời truyền cầu của thánh nhân, xin cho chúng con biết từ bỏ chính mình mà hết lòng gắn bó với Cha.
xin đỡ nâng đời con. Từ nay xin đồng hành với con, Chúa ơi. Từ nay xin biến đổi lòng con. Từ nay xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấm yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chiều mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt tự nhiên, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về một lối giao tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương, chan hòa niềm vui. Từ nay sẽ không làm con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về một lối giao tình yêu mới đang say lòng người. Người con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương, chan hòa niềm vui. Tình Chúa lớn mãi giữa đời. Đài phát thanh xin thông báo. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót có tổ chức chuyến hành hương và tĩnh tâm tại Việt Nam từ ngày 11 tháng 2 2025 đến 22 tháng 2 2025 và chuyến hành hương Brazil Argentina từ ngày 21 tháng 4 2025 đến 28 tháng 4 2025. Muốn biết thêm chi tiết xin vào website radioltxc.org hoặc gọi cho chị Lan Chi số phone 405-973-6348. Chân thành cảm ơn quý thính giả. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý vị cùng nghe và suy niệm thông điệp của Đức Mẹ, nguyên tác To the Priest, Our Lady Beloved Son, tác giả linh mục Don Stefano Gobbi, do Gioan Maria Vũ Sơn Bảo chuyển ngữ, Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, qua giọng đọc của Anna Thúy An. Thông điệp số 18. Ngày 24 tháng 9 năm 1973. Lễ Đức Mẹ là giá chuộc tội. Mẹ sẽ làm mọi sự cho các con. Vào lúc chấm dứt các buổi linh thao này mà con cùng làm với mẹ, chớ gì đây là lòng quyết tâm của con.
trong mọi lúc, con hãy luôn ở cùng với mẹ trong trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ mà cầu nguyện. Ngõ hầu điều ấy là niềm vui cho mẹ, là niềm an ủi cho mẹ. Vì biết bao điều sầu muộn bởi tội lỗi gây ra ngày càng gia tăng bội phần trên khắp thế giới. Con đừng sợ điều gì cả, đừng băn khoăn về bất cứ chuyện gì. Mẹ sẽ làm mọi sự cho con và cùng với con. Bởi mẹ yêu con với một tình yêu lớn hơn là con tưởng. Con hãy dâng cho mẹ hoa quả tươi đẹp nhất, phong trào linh mục thánh mẫu. Mẹ sẽ tiếp nhận, chúc phúc, gìn giữ chu đáo phong trào. Con cũng đừng âu lo về cuộc gặp mặt lần đầu tiên vào ngày mai. Mẹ sẽ sắp đặt mọi sự. Các linh mục mà mẹ muốn ở đây đã sẵn sàng lên đường và cuộc gặp mặt sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho tất cả. Mẹ sẽ ban thật nhiều niềm vui cho từng người. Các linh mục của mẹ sẽ nhận được một ân huệ đặc biệt biến đổi toàn bộ đời sống của họ. Thông điệp số 19. Milan, ngày 27 tháng 9 năm 1973. Lễ Thánh Vincent Paulo. Dùng khờ dại làm bẽ mặt khôn ngoan. Con của mẹ, con chưa hiểu đâu. Mẹ đã chọn những người khờ dại để làm bẽ mặt người khôn ngoan, chọn người yếu đuối để đánh bại kẻ hùng cường. Ý của mẹ là quyển sách nhỏ này phải được phổ biến theo đúng ý. Nó sẽ là một phương tiện. Qua nó, mẹ kêu gọi nhiều linh mục gia nhập phong trào của mẹ và mẹ sẽ hình thành đạo quân bất khả chiến bại cho mẹ. Hỡi con của mẹ, việc con yếu đức tin và thiếu niềm tin vào mẹ làm cho mẹ đau lòng lắm. Con khiếp hãi điều gì? Con phải sợ ai chứ? Hãy cầu nguyện và phó thác mình cho mẹ. Hãy để cho mẹ một mình thực sự hành động. Thông điệp số 20. Ngày 13 tháng 10 năm 1973. Kỷ niệm lần hiện ra cuối cùng tại Fatima. Mẹ hành động cách khác với hành động của con. Con đừng bận lòng về việc quảng bá phong trào linh mục thánh mẫu. Hãy để mẹ hành động. Hãy tin mẹ. Con hãy dâng cho mẹ lời cầu nguyện và các nỗi đau khổ của con cho ý chỉ này. Con đừng nhìn đến kết quả. Cách làm và cách đánh giá của mẹ rất khác với cách của con. Các con không cần phải đông quân số, mà các con phải nên thánh. Mẹ sẽ dẫn dắt các con đạt được nhiều thánh thiện nếu các con thực sự hoàn toàn tín thác bản thân các con cho mẹ. Dâng lên lời ca kính mừng mẹ đầy ơn phúc, con dâng lên lời ca hòa với vũ trụ bao la kính mừng mẹ. Đôi môi con lại gian ơn cầu mẹ yêu thương con, ban ơn luôn bình an sống sẽ là bài ca mẹ với con. Mẹ ơi con đây xin đến, con muốn hiến trao trong đôi tay mẹ. Mẹ ơi tâm tư vui sướng con muốn hát lên câu ca ngợi Chúa. Năm tháng bên mẹ con sâu, con thấy không còn lo lắng, ra đi vào tương lai sóng gió ngài.
chi. Đây phút giây đầy hạnh phúc, con thấy dân chào sức sống, quên hết âu lo vì mẹ luôn chung bước trên đường. Năm tháng bên mẹ con sống, con thấy không còn lo lắng, cất bước ra đi vào tương lai rộng rõ. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, xin mời quý vị nghe tiếp tác phẩm Cha tôi, Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận của tác giả Đức ông Paulo Phan Văn Hiền, do Đài Phát thanh Lòng Chút Thương Xót thực hiện, qua giọng đọc của Cecilia Vân Yên, Paulo Kinh Quyền, Anna Thúy An và Paulo Đăng Khoa. Năm Thánh 2000 là một biến cố quan trọng trong lịch sử của giáo hội. Và để việc chuẩn bị Năm Thánh được chu đáo, năm 1994, Đức Giáo Hoàng thành lập một ủy ban Năm Thánh, đặt dưới sự điều hành của Đức Hồng y Echegaray. Như vậy, Đức Hồng y đảm trách một lần ba công việc: Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Cor Unum và Chủ tịch Ủy ban Năm Thánh. Công việc của ngài càng lúc càng trở nên quá nặng nề, nhất là thời gian gần kề Năm Thánh. Vì thế, để làm nhẹ gánh cho Đức Hồng y, năm 1996, Đức Giáo Hoàng đặt Đức Cha Paul Cordes vào Hội đồng Cor Unum, và đến tháng 6 năm 1998, Đức Giáo Hoàng chấp nhận đơn từ chức theo giáo luật khi đến 75 tuổi của Đức Hồng y. Và như vậy, ngài có thể dành trọn sức lực và thời giờ cho việc chuẩn bị Năm Thánh. Và thật bất ngờ, làm ngạc nhiên tất cả mọi người, Đức Giáo Hoàng đặt vị Phó Chủ tịch, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, thay thế Đức Hồng y Echegaray, nắm giữ chức vụ Chủ tịch của Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình. Tin vui này được Tòa Thánh chính thức công bố vào ngày 24 tháng 6, nhân dịp cha tôi mừng 31 năm thụ phong giám mục. Nhưng thật ra, ngài đã được Đức Hồng y Sodano, quốc vụ khanh của Tòa Thánh, báo cho biết trước đó 2 tuần, vào ngày 10 tháng 6. Buổi trưa hôm đó, ngài về nhà hơi trễ. Tôi nghe tiếng mở cửa và tiếng hát bài Te Deum cùng một lúc. Thật ra cũng chẳng có gì khác thường, vì ngài vẫn hát nhạc Gregorian mỗi khi về nhà. Tôi dọn sẵn thức ăn lên bàn. Vừa đọc kinh xong, ngài vui vẻ đề nghị. Hôm nay á, hai cha con mình phải mở một chai rượu nổ. Tôi ngạc nhiên nhìn ngài. Có bao giờ ngài uống rượu vào buổi cơm trưa đâu. Chắc có chuyện gì đặc biệt. Tôi lập tức hỏi ngài. Cha có chuyện gì vui phải không?
Đúng là tin vui. Hiền đoán xem thử có đúng không? Đầu óc tôi làm việc thật nhanh như một computer có trữ lượng cao. Tin vui gia đình? Chắc không phải rồi, vì đó không phải là ưu tiên hàng đầu của ngài. Tin vui Giáo hội Việt Nam? Tòa Thánh thiết lập băng giao với Việt Nam ư? Chắc cũng không phải, vì chưa thấy dấu hiệu gì cả. Tin vui công việc? Không lý, ngài được kế vị Đức Hồng Y Echegaray đã đến tuổi về hưu. Chưa bao giờ nghe ngài đề cập đến chuyện này. Nhưng nếu không phải chuyện này thì chuyện gì nữa? Tôi không nghĩ ra thêm được gì khác nên trả lời một cách do dự. Có phải cha được chọn thay thế Đức Hồng Y Echegaray phải không? Ngài trợn mắt cười thật tươi và khen. Trình đồ hà! Chính cha cũng không ngờ được Đức Thánh Cha tin tưởng đặt vào chức vụ quan trọng này. Mình tự cổ vô thân, trình độ lại kém cỏi. Biết bao nhiêu người tài giỏi hơn mình, không hiểu sao Đức Thánh Cha lại chọn cha. Tôi phấn khởi góp ý. Con nghĩ Đức Giáo Hoàng chắc đã phải cầu nguyện hồi ý, cân nhắc kỹ trước khi đi đến quyết định này. Ngài tin tưởng cha có thể làm được mới chọn cha chứ. Hơn nữa, căn cứ vào bản tóm lược về hội đồng mà cha giao cho con đọc lần trước, việc ưu tiên của hội đồng này là nhằm phục vụ Đức Giáo Hoàng và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan khác của giáo triều. Con nghĩ Đức Giáo Hoàng càng có lý khi đặt cha vào chức vụ này, vì ngài đã biết rõ khả năng và tinh thần hợp tác của cha khi cùng làm việc ở Hội đồng Giáo Hoàng về giáo dân trước năm 1975, và sau đó càng thấy rõ sự trung thành tuyệt đối của cha đối với giáo hội và với ngài. Đằng khác, những gì cha làm cho bộ truyền giáo và giảng dạy khắp nơi trong những năm qua cũng giúp cho Đức Giáo Hoàng thấy được tinh thần phục vụ giáo hội hết mình của cha nữa. Cha tôi dè dặt nói. Cha thấy khả năng của mình còn kém quá, nên cũng hơi lo. Tôi bạo miệng nói tiếp. Những vấn đề chuyên môn, trong bộ đã có người phụ trách. Còn việc lãnh đạo và sáng kiến thì cha quá kinh nghiệm rồi mà. Cha xin cũng phải công nhận điều đó. Tôi liền bắt chước điệu bộ và giọng nói của cha sinh khi nhờ tôi vấn kế về việc xin tiếp tục ở lại Roma chữa bệnh. Nè, cũng nói hổ với ông già cho tớ với. Ông già nhiều sáng kiến cực kỳ lắm. Khó cỡ nào, ông già cũng nghĩ ra cách. Ngài phì cười, thấy tôi nháy lại kiểu nói đặc biệt của cha sinh và vui vẻ kết luận. Cha vẫn tin tưởng mọi sự nằm trong tay Chúa. Từ 2000 năm nay, Chúa vẫn tiếp tục gìn giữ, hướng dẫn và điều khiển hội thánh. Ngay trong những giai đoạn tưởng chừng như hội thánh phải sụp đổ hoàn toàn, điều này cho thấy khả năng, giới hạn của con người và quyền lực bao la của Thiên Chúa. Càng chấp nhận sự nhỏ bé của mình, công việc của Chúa càng được tỏ sáng. Thành thử, cha nghĩ mình cứ hoàn toàn phó thác vào Chúa, chắc chắn Chúa sẽ hướng dẫn mình biết phải làm những việc gì. Ngài là chủ mà, có phải mình mố? Cố gắng phục vụ hết khả năng mình để trở thành một dụng cụ hữu ích trong tay Chúa thôi. Được mấy nén, cứ dùng mấy nén. Thầy thiếu, Chúa sẽ bù đắp. Chúa có đường lối riêng của Chúa. Và tinh thần tin tưởng phó thác vào Chúa trong khiêm tốn phục vụ này của Ngài được tỏ lộ một cách chân thành trong Đại hội Quốc tế
về mục vụ nhân quyền do Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình đứng ra tổ chức. Sau ngày, Ngài chính thức nhận chức vụ chủ tịch đúng một tuần lễ. Đại hội này được tổ chức để đáp ứng lời mời gọi của Đức Giáo hoàng trong tinh thần chuẩn bị năm Thánh 2000 và nhân kỷ niệm 50 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, nhằm bênh vực những quyền căn bản của con người. Trong bài diễn văn chào mừng, Ngài nhắc đến những thành quả của Đức Hồng Y Echegaray đạt được trong 14 năm điều hành hội đồng này, và xin mọi người tiếp tục cộng tác giúp đỡ, để Ngài có thể chu toàn trách nhiệm mà Đức Giáo Hoàng vừa mới giao phó. Nhưng điểm đặc biệt trong bài chào mừng này là gợi ý của Ngài về thao thức của dân Chúa, được nêu lên trong Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu mà Ngài vừa tham dự. Người giáo dân ngày nay muốn có nhiều mục tử hơn là những nhà quản trị giỏi, vì người mục tử chân chính khi nào cũng quan tâm đến con người. Còn người quản trị chú trọng tới công việc nhiều hơn. Và điểm tôn trọng phẩm giá con người này là điều chính yếu mà giáo huấn xã hội của giáo hội luôn đề cao. Khi hướng dẫn mọi người dấn thân vào các lĩnh vực văn hóa, chính trị và ngay cả kinh tế để hoạt động cho công lý và hòa bình. Đại hội quy tụ 211 người từ 72 quốc gia trên thế giới đến tham dự, gồm 4 hồng y, 50 giám mục, 40 linh mục tu sĩ và nhiều giáo dân. Ngoài ra, nhiều người tin lành, chính thống giáo và các cơ quan quốc tế như Liên Hiệp Quốc, UNESCO, Hội Ân Xá, Hồng Thập Tự và các hội đồng Âu Châu cũng được mời đến. Mặc dù thời gian đại hội chỉ kéo dài 4 ngày, nhưng những vấn đề nhân quyền có tính cách thời sự như quyền kinh tế và xã hội, quyền được sống, quyền của gia đình, quyền của phụ nữ và trẻ em, quyền tị nạn, quyền tự do tôn giáo và cả vấn đề nợ quốc tế và án tử hình đã được mọi người thảo luận, góp ý một cách tích cực bằng những kinh nghiệm thực tế để đi đến kết luận cùng cộng tác bảo vệ con người từ lúc sinh ra cho đến khi lìa trần. Thành quả của tinh thần hợp tác qua đại hội này càng giúp Ngài xác tín hơn về công việc cổ võ công lý và hòa bình, không phải là độc quyền của Hội đồng Giáo hoàng mà Ngài đang đảm trách, nhưng là bổn phận của tất cả mọi người, nhất là những người Kitô hữu. Vì tin mừng của Chúa Giêsu đi liền với đòi hỏi sống yêu thương và công bằng. Từ đó, Ngài tìm cách phổ biến một cách rộng rãi học thuyết xã hội của giáo hội và kêu gọi mọi người chú tâm vào việc hoạt động cho công lý và hòa bình trên thế giới. Và để giúp người Kitô hữu ý thức hơn về bổn phận này, Ngài góp ý giúp tôi soạn thảo cho Ngài một tài liệu vắn gọn thực tế sau đây. Tại sao chúng ta phải hoạt động cho công lý và hòa bình? Thế giới vào cuối thế kỷ thứ 20 được đánh dấu với nhiều thành quả đáng khích lệ, nhất là trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, giúp thăng tiến cuộc sống con người. Với phương tiện giao thông và truyền thông hiện nay, con người cảm thấy thật gần nhau, nhưng cũng chưa bao giờ con người lại cảm thấy xa cách nhau giống như bây giờ. Thế giới được phân chia thành hai cực Bắc, Nam. Thế giới của các nước kỹ nghệ và thế giới thứ ba. Thế giới của người giàu và thế giới của người nghèo. Và thật mỉa mai, với phương tiện khoa học và kỹ thuật tân tiến hiện nay, thế giới của người nghèo vẫn còn chiếm hơn một nửa dân số thế giới. Trong khi dân chúng của các nước kỹ nghệ văn minh
thì dư thừa thức ăn, đến nỗi phải đốt hủy các thực phẩm thặng dư để bảo vệ gia cả. Mỗi năm có khoảng từ 11 triệu đến 18 triệu người bị thiệt mạng vì đói ăn. Tại Uganda ở Phi Châu, 20% các trẻ em sinh ra đã không thể sống được đến 5 tuổi vì thiếu dinh dưỡng và hệ thống y tế tồi tệ. Theo thống kê Liên Hiệp Quốc năm 1988, hơn 1 tỷ rưỡi người đã bị liệt kê vào loại cùng khổ. Và theo ước tính của những nhà chuyên môn dân chúng của các nước giàu có, đang hưởng dụng 80% tổng sản lượng tài nguyên của toàn thế giới, mặc dù họ chỉ chiếm 16% dân số thế giới. Và một cách cụ thể hơn, người công dân Hoa Kỳ, trong khi chỉ chiếm 4% dân số toàn cầu, họ lại tiêu thụ 1/4 tổng sản lượng của cả thế giới. Đằng khác, trong những thập niên sau cùng của thế kỷ này, những cuộc chiến gây tang thương chết chóc cũng chỉ xảy ra trên phần đất của những nước nghèo khổ. Ngoài hai cuộc chiến ở Bosnia và Yugoslavia ở Âu Châu, tất cả cuộc chiến tranh khác đều tập trung ở Phi Châu và Nam Mỹ, là những quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Mà thật ra, Bosnia và Yugoslavia cũng là hai nước nghèo ở Âu Châu. Cụ thể hơn, kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ cho đến bây giờ, thế giới đã xảy ra 81 cuộc chiến. Trong đó, chỉ có 3 cuộc chiến tranh giữa các quốc gia với nhau, số còn lại chỉ toàn là nội chiến, và tất cả xảy ra trên phần đất của những người nghèo khổ. Tất cả mọi người đều biết rõ chiến tranh, bất công, nghèo đói, bệnh tật là những nguyên nhân chính gây nên đau khổ. Và câu trả lời cho bài toán hạnh phúc là diệt trừ các nguyên nhân đó. Nhưng thực tế cho thấy, đa số nhân loại vẫn đang còn loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn của chiến tranh, của bất công, bệnh tật và nghèo đói. Họ vẫn không tìm ra được lối thoát. Có thể vì bất lực, có thể vì bị áp lực bên ngoài và bên trên. Nhưng cũng rất có thể vì mỗi người trong chúng ta chưa quyết tâm đủ để dấn thân hoạt động cho công lý và hòa bình trong chính môi trường sống của mình. Là người Kitô hữu, để chu toàn luật yêu thương của Chúa, chúng ta dễ dàng giúp đỡ người nghèo đói, săn sóc kẻ yếu đau, già cả, hay tiếp rước kẻ mồ côi. Nhưng còn đối với những người bị bất công chèn ép, ngược đãi thì phải làm thế nào? Chắc chắn, luật yêu thương đòi hỏi không những chỉ xoa dịu những thương đau, nhưng phải đi đến tận cùng những nguyên nhân gây ra đau khổ và tìm cách loại trừ chúng. Nếu không, chúng ta chẳng khác nào là một bác sĩ giải phẫu người bị gãy chân mà chỉ cho thuốc giảm đau. Vì thế, để sống được yêu thương một cách trọn vẹn, mỗi người Kitô hữu phải hoạt động cho công lý và hòa bình. Sau đây là những lý do chính yếu đòi hỏi mỗi người phải dấn thân cho hòa bình và công lý. Nước Chúa là nước công lý và hòa bình. Ngay từ khi khởi đầu cuộc sống công khai, Chúa Giê-xu đã loan báo cho mọi người một tin vui mừng. Nước trời đã gần đến. Ngài dùng nhiều hình ảnh và dụ ngôn phù hợp với từng lớp người nghe để giải thích sứ điệp này. Điều này cho chúng ta thấy được nước của Ngài đã thật sự hiện diện ngay trong cuộc sống này, ở bất cứ nơi đâu có công bằng, hòa bình và yêu thương. Trái lại, chỗ nào đầy bất công, hận thù, bạo lực, chỗ đó được xem là lãnh thổ của Satan, của sự dữ. Bước đầu tiên để mỗi người chúng ta bắt đầu hoạt động cho nước trời là thay đổi não trạng, cách suy nghĩ của mình về nước Thiên Chúa. Chúa Giê-xu mời gọi thống hối như là điều kiện tiên quyết để đón nhận nước trời. Thật vậy,
nếu chúng ta từ bỏ đường bất chính để trở về với Ngài. Chúng ta sẽ cảm nghiệm cách sâu xa lời Ngài hứa với chúng ta. Như thế, nước Thiên Chúa không phải là một viễn tượng tương lai mà mỗi người chỉ có thể thấy được sau khi chết, nhưng đã thực sự hiện diện trong cuộc sống này. Và chúng ta tất cả đều có trách nhiệm làm sáng tỏ bộ mặt của nước trời bằng cách canh tân thế giới này thành trời mới, đất mới. Những dụ ngôn men trong bột, muối và ánh sáng giúp chúng ta ý thức trách nhiệm canh tân này. Đặc điểm của nước trời là yêu thương, và Chúa Giê-xu xem đó là giới săn mới, vì Ngài đẩy luật yêu thương đến tận cùng. Yêu tha nhân như chính Ngài đã yêu thương chúng ta. Yêu cho đến chết, đó là giới gian lớn nhất cần phải được tôn trọng một cách triệt để. Nếu muốn thật sự yêu mến Ngài, mỗi người chúng ta phải nỗ lực mang yêu thương đến cho tất cả mọi người. Không phải chỉ cho những người cùng tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ hay chính kiến với chúng ta. Vì thế, nước Thiên Chúa không phải là một món quà thiêng liêng, đóng kín chỉ dành riêng cho người tín hữu, như men trong bột, như muối và ánh sáng. Nước của Ngài phải được tỏ bày trong mọi môi trường xã hội, làm thay đổi chính mình, chính cách suy nghĩ và não trạng của mình, đồng thời làm thay đổi những người chung quanh và ngay cả toàn thế giới. Thật sai lầm khi cố tìm cách giữ chặt tôn giáo và Thiên Chúa của mình, tách lìa khỏi cuộc sống xã hội. Nước Thiên Chúa có sức mạnh biến đổi thế giới, và tất cả mọi khía cạnh, mọi lĩnh vực của cuộc sống, như văn hóa, khoa học, kỹ thuật và ngay cả chính trị cũng cần được sức mạnh này hướng dẫn và thăng tiến. Tin mừng phúc âm đòi hỏi sống công bằng, hòa bình và yêu thương. Người Kitô hữu được mời gọi sống một cuộc sống khác thường, nhiều lúc xem ra nghịch lý như tin mừng của Thánh Matthew đề ra. Người nghèo lại là người giàu có nhất, kẻ khiêm nhường lại được nâng cao, và ai phục vụ lại là người quan trọng nhất. Con người của thời đại ngày nay đề cao giàu sang, tiền bạc, danh vọng, quyền lực như là tiêu chuẩn để có được cuộc sống hạnh phúc, nên nhiều người trong chúng ta đã không còn xem sứ điệp yêu thương, tha thứ, chia sẻ của Chúa là điều thiết yếu, hoặc chỉ xem đó như là những quan niệm đẹp của một thời xa xưa, nhưng không còn phù hợp với thế giới văn minh hiện nay. Chúng ta dễ bị thu hút, hoặc cố tình để bị lôi kéo vào những giá trị mới do thế giới ngày nay đặt ra, và đồng hóa những giá trị này với sứ điệp của tin mừng. Một ví dụ điển hình, viện trợ giúp các nước nghèo. Nhiều người xem đây là hình thức sống luật yêu thương trong thời đại mới. Nhưng cũng rất có thể đây chính là một hình thức bóc lột tinh vi của các nước giàu có hiện nay. Chúa Giê-xu tiếp tục thách đố và mời gọi chúng ta sống và hành động theo cách thức của Ngài. Cách thức mà ngay từ khởi đầu cuộc sống công khai, Chúa Giê-xu đã tỏ bày qua lời tiên tri Isaiah: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi loan báo tin mừng cho người nghèo khổ, giải thoát kẻ tù tội, mở mắt người mù, mang lại tự do cho người bị áp bức, và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Cách thức này được Ngài làm sáng tỏ hơn qua các dụ ngôn Ngài đã dùng để giảng dạy cho dân chúng. Dụ ngôn người Samaritano nhân lành đòi hỏi chúng ta yêu thương người khác không điều kiện, không giới hạn, không tính toán. Những dụ ngôn về kho vàng, về viên ngọc quý mời gọi sống can đảm, hy sinh trên đường tìm kiếm nước Thiên Chúa. Cũng thế, những phép lạ Ngài thực hiện không chỉ nói lên quyền năng trỗi vực của Ngài trên sức mạnh của ma quỷ và thiên nhiên, nhưng
còn là dấu chỉ sự hiện diện cụ thể của nước Thiên Chúa trong cuộc sống. Người Kitô hữu được mời gọi tiếp tục sứ mạng của Thiên Chúa bằng những phương cách mới để giúp đỡ những người đói khổ, bệnh hoạn, bị bỏ rơi, được sống xứng đáng với phẩm giá của con người. Mẫu gương Chúa Giêsu qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh. Giáo huấn và lối sống của Chúa Giêsu khiến cho những người biệt phái và luật sĩ, là những người lãnh đạo dân Do Thái thời bấy giờ, xem Ngài như kẻ thù. Họ cảm thấy quyền hành và chỗ đứng của mình bị lung lay, nên tìm mọi cách để loại trừ Ngài. Mặc dù biết rõ ý định đen tối của họ, Ngài vẫn can đảm tiếp tục sứ mạng của mình không chút nao núng. Cuối cùng, họ xem ra thành công. Ngài bị đóng đinh vào thập giá, chết và chôn trong mồ. Nhưng tất cả không dừng ở lại đó. Ngài đã chiến thắng ngay cả sự chết và sống lại vinh quang. Đó là mầu nhiệm tử nạn và phục sinh. Cuộc sống của Ngài cho chúng ta thấy được mức độ cần phải có để dấn thân hoạt động cho công lý và hòa bình, nhưng đồng thời cũng khuyến khích chúng ta đương đầu với những trở ngại trên đường hoạt động. Nhiều lúc chúng ta phải đi ngược lại với não trạng, cách suy nghĩ do xã hội ngày nay tạo nên. Thập giá của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy trước những khó khăn, nhiều lúc xem ra quá sức. Nhưng phục sinh của Ngài bảo đảm cho chúng ta vinh quang chiến thắng sau cùng. Mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự can đảm và khôn ngoan cần thiết để vượt thắng sự dữ dưới mọi hình thức. Cái chết và sự sống lại của Ngài mang lại cho chúng ta ơn cứu độ và hạnh phúc nước trời. Đó là món quà vượt quá sức hiểu biết của con người. Không có mắt nào đã xem thấy được, tai nào đã nghe được điều Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai thật sự yêu mến Ngài. Chúng ta được kêu gọi đến chia sẻ cuộc sống và sứ mạng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hoạt động cho vương quốc của Ngài. Sau khi sống lại, Ngài truyền cho các môn đệ phải đi sao truyền tin mừng đến mọi dân tộc và trở nên nhân chứng đích thực của Ngài, không phải chỉ ở Jerusalem, nhưng trên toàn cõi Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Ngài nói với các ông: như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Mệnh lệnh này của Ngài không phải chỉ dành riêng cho các tông đồ, nhưng cho tất cả mọi người chúng ta. Thật vậy, được xem là bằng hữu thân tình, tất cả chúng ta cùng chia sẻ sứ mạng và cuộc sống của Chúa Giêsu cho đến ngày tận thế. Điều này cũng được chính Thánh Phaolô nhấn mạnh: bây giờ tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, nhưng là chính Chúa Giêsu sống trong tôi. Và một cách cụ thể rõ rệt hơn, các bí tích là dấu chỉ và bảo đảm chắc chắn sự hiện diện liên tục của Ngài giữa chúng ta. Chúa Giêsu đến để chiến thắng tội lỗi và ma quỷ. Chia sẻ cuộc sống và sứ mạng của Chúa Giêsu đồng nghĩa với việc thông phần vào mầu nhiệm đau khổ của Ngài. Sự thông phần này bao gồm hai yếu tố. Thứ nhất, mang lại cho chúng ta ơn cứu độ như lời Thánh Phaolô quả quyết với các tín hữu Colosse: tôi sung sướng vì phải chịu đau khổ cho anh em. Những gian nan thử thách mà Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Ngài là hội thánh. Thứ hai, đòi hỏi chúng ta hành động, tìm cách loại trừ mọi hình thức của đau khổ để chuẩn bị
ngày nước trời vinh thắng. Như thế, hoạt động cho công lý và hòa bình là nhiệm vụ của mỗi chúng ta, nhằm xóa bỏ những bất công, chiến tranh và mọi hình thức gây khổ đau, tang thương cho con người. Cùng với Chúa Kitô và trong lòng giáo hội, chúng ta tìm mọi cách đem lại hòa bình và công lý cho toàn thế giới. Nói một cách khác, qua mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu tiếp tục chiến thắng tội lỗi và đau khổ dưới mọi hình thức. Những bộ mặt mới của tội lỗi và đau khổ. Con người ngày nay sống căng thẳng vì đau khổ tràn ngập. Đau khổ do các thế lực chính trị gây ra. Đau khổ do áp bức, chiến tranh, kỳ thị chủng tộc, tôn giáo và ngay cả những hình thức mang màu sắc kinh tế. Thật vậy, cả hai hệ thống tư bản và xã hội chủ nghĩa đều có những yếu tố tiêu cực. Trong khi hệ thống tư bản đề cao lợi nhuận, tìm cách bóc lột nhân công, gây nên hố cách biệt giữa người giàu và người nghèo, hệ thống xã hội với việc quản lý và điều hành thiếu hiệu năng, làm cho đời sống công nhân ngày càng túng thiếu. Một hệ luận khác của hai hệ thống kinh tế này là coi nhẹ tổ chức gia đình và các giá trị truyền thống của các dân tộc. Với trào lưu di dân để kiếm việc làm và chiến tranh bùng nổ, khiến cho hàng triệu người phải bỏ xứ sở hoặc quê hương để lánh nạn. Những giá trị luân lý và văn hóa của người dân cũng dần dần bị lãng quên và đồng thời nhân phẩm cũng không còn được tôn trọng. Trẻ em, phụ nữ bị các hệ thống thương mại khai thác biến thành những món hàng để trao đổi. Cơ cấu tội ác. Tội ác là nguyên nhân của nhiều đau khổ. Người nào gây đau khổ cho người khác theo luật công bằng phải bị trừng phạt và chịu trách nhiệm đền bù cân xứng cho nạn nhân. Và xã hội có nhiệm vụ trừng phạt người đó để giữ gìn trật tự chung, cũng như để bảo toàn các giá trị luân lý truyền thống. Nhưng nếu kẻ gây ra tội ác, gây đau khổ bất công cho người khác, lại là một cơ cấu tổ chức xã hội, thì trách nhiệm đó thuộc về ai? Công đồng Vatican II trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 25 đã đề cập tới vấn đề cơ cấu tội ác này, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn về xã hội số 16 và 36 cũng đã mạnh dạn tố cáo những hình thức tội ác của xã hội ngày nay, như kỳ thị, bạo động, chiến tranh, bất công, xâm phạm quyền căn bản của con người. Những hình thức mới này vượt ra ngoài phạm vi cá nhân đơn lẻ để trở thành một hệ thống quy mô có tổ chức. Là người tín hữu Công giáo, mỗi khi lặp lại lời hứa lúc chịu phép rửa tội, tin vào Thiên Chúa và từ bỏ tội lỗi, chúng ta ý thức tội lỗi ở đây bao gồm tội của mỗi cá nhân và tội do các cơ cấu xã hội gây nên. Lời hứa này thúc đẩy chúng ta quyết tâm hành động để xây dựng một xã hội công bằng và yêu thương hơn. Chính lúc đó, chúng ta đang góp phần của mình vào việc xây dựng và phát triển nước Thiên Chúa. Những Kitô hữu được ủy thác vai trò tiên tri. Giáo hội tiếp tục vai trò của các tiên tri, luôn can đảm nói lên sự thật và bảo vệ công bằng. Đối với tiên tri Isaiah và Amos, công lý là nhiệm vụ thần thánh. Chính Chúa Giêsu là gương mẫu tuyệt vời của vai trò tiên tri này. Ngài đã chấp nhận cái chết trên cây thập giá để chu toàn sứ mạng mà Chúa Cha giao phó. Vai trò tiên tri này lại được Ngài ủy thác cho giáo hội. Và suốt trong 2000 năm nay, giáo hội không ngừng sống sứ mạng tiên tri này một cách can đảm, nhất là trong thời đại chúng ta. Mỗi người chúng ta
đều được ủy thác vai trò tiên tri khi chịu phép rửa tội và cũng được mời gọi tiếp tục sứ mạng hoạt động cho công lý và hòa bình. Vì thế, giáo hội sẵn sàng hợp tác với tất cả những người thiện chí, không phân biệt tôn giáo, để xây dựng một thế giới lành mạnh, trong đó mọi người được sống xứng đáng với phẩm giá con người. Ơn cứu độ ở giữa chúng ta. Ơn cứu độ của Thiên Chúa đã thật sự ở giữa chúng ta. Tin mừng cứu độ không phải là chuyện tương lai, nhưng đã bắt đầu và đang biến đổi cuộc sống của con người và toàn thể tạo vật. Nói cách khác, ơn cứu độ gắn liền với việc canh tân mọi khía cạnh của cuộc sống, cá nhân cũng như tập thể. Những gì chúng ta làm bây giờ để thay đổi cuộc sống chỉ là bước khởi đầu và sẽ được hoàn tất trong nước trời, nơi Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt và là nơi không còn chết chóc, đau thương, sầu khổ. Những lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu thúc đẩy chúng ta hoạt động tích cực cho công lý và hòa bình. Việc Thiên Chúa không muốn thấy nước mắt trong vương quốc của Ngài đòi hỏi chúng ta phải loại trừ mọi hình thức gây đau khổ ngay từ bây giờ. Và như thế, lời hứa nước trời không làm cho chúng ta ngoảnh mặt với các thách đố trong xã hội ngày nay, nhưng mời gọi chúng ta nhận ra thánh ý của Thiên Chúa, là muốn nhìn thấy công bằng, yêu thương và hạnh phúc cho tất cả mọi người ngay trong cuộc sống này. Hôm soạn xong bài này, hai cha con cùng đọc lại với nhau. Ngài chỉ sửa đổi một vài chi tiết nhỏ, rồi sẵn dịp chia sẻ cảm nghĩ của Ngài. Những lý luận này á, thì người nào cũng có thể biết được. Nhưng chỉ những ai mang trong mình trái tim yêu thương của Chúa mới đủ can đảm sống những điều đó. Vì không có yêu thương thật, con người dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn, chống đối. Yêu thương là chất men làm dày lên mọi hoạt động tông đồ và là chất keo liên kết các hoạt động này được bền vững. Và muốn được như vậy, người càng hoạt động càng cần phải cầu nguyện luôn. Cha đã kinh nghiệm rõ điều này và viết lại trong một bài suy niệm ngắn. Ngài vừa nói vừa lật cuốn sách Cầu Nguyện Hy Vọng và giao cho tôi đọc bài Con là người mang lửa để đốt cháy. Chúa Giêsu tự xưng mình là người mang lửa đến trần gian. Tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu, con cũng là người mang lửa. Chúa Giêsu đã trao bó đuốc đó qua tay con. Con muốn chạy thật nhanh, chạy khắp trần gian, chuyển lửa đến tay nhiều người, như người mang lửa từ núi Olympia. Lửa con mang là tình thương, là nhiệt tâm, là sức mạnh của Thiên Chúa, nhằm đốt cháy, tiêu hủy những gì còn dơ bẩn để tạo dựng, đổi mới. Con là ngọn lửa bùng cháy hay giá lạnh? Con có phải chỉ là một cái lò đẹp mà không có lửa? Vô ích. Những lúc gian truân, con có lo lắng cất giấu ngọn lửa dưới giếng như dân Do Thái lúc lưu đày, để khi thời giờ Chúa đến, nó lại bùng cháy lên. Muốn nuôi ngọn lửa ấy, con hãy lấy dầu của sự cầu nguyện hằng ngày mà đổ vào những tâm hồn cầu nguyện. Trang bị cho các bó đuốc sẵn sàng, để Chúa Thánh Thần đốt cháy bừng sáng lên, đuổi xa đêm tăm tối và canh tân bộ mặt trái đất. Đọc xong bài suy niệm, tôi hiểu được muốn có một đạo binh kiên trì hoạt động cho công lý và hòa bình. Trước hết, phải có một đạo binh sống cầu nguyện, để nhờ đó những người này luôn biết yêu thương và thao thức về cuộc sống, về con người, nhất là những người cùng khổ, không tiếng nói,
như Chúa đã miệt mài sống yêu thương khi còn ở trần gian. Và tôi thích thú reo lên: vậy mà trước đây nghe ông già nói cha cầu nguyện nhiều hơn là làm việc, mình cứ tưởng ông già lúng túng chưa quen việc. Hóa ra ông già chọn phần quan trọng nhất, giữ ngọn lửa hoạt động luôn bừng sáng. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện xin được tạm dừng nơi đây. Kính mời quý vị nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thánh hóa chúng ta. Ai sẽ dẫn dắt con đi qua tối tăm giữa đêm trùng khơi, và ai sẽ dẫn dắt con qua bao khó khăn bấp bênh cuộc đời? Vì nhiều lúc đời con tăm tối và niềm tin nhiều phen như đã phai, đã bao lần cô đơn tìm lẽ sống, con biết tìm ở nơi đâu để chạy đến nương nhờ. Chỉ một Thiên Chúa đấng con tựa nương, chỉ một Thiên Chúa đấng con tin tưởng. Lời của Ngài là niềm vui và ánh sáng, lời chân lý đem lại sự sống muôn đời. Nguyện xin ở mãi với con Ngài ơi, nguyện xin ở bên mãi mãi không rời. Để dù đời nhiều gian khó giữa hôm mai, cuộc đời con an vui trong tay. Khi con xót xa giữa bao buồn đau, và ai sẽ thương xót con khi con mãi mê vũng sâu tội sâu? Vì nhiều lúc hồn con lạc lối, vì đời con lang du mãi xa vời, Chúa ơi nguyện đưa con về nẻo chính khi tâm hồn đã rơi ra chẳng còn nơi quay. Thiên Chúa đấng con tựa nương, chỉ một Thiên Chúa đấng con tin tưởng. Lời của Ngài là niềm vui và ánh sáng, lời chân lý đem lại sự sống muôn đời. Nguyện xin ở mãi với con Ngài ơi, nguyện xin ở bên mãi mãi không rời. Để dù đời nhiều gian khó giữa hôm mai, cuộc đời con an vui trong tay con ơn phúc vinh sinh sáng trong an bình. Vì nhiều lúc buồn ba coi thế, tìm hạnh phúc mà hai vẫn tái tê. Khát khao nguồn yêu thương là chính Chúa, đấng cứu độ
cuộc đời con luôn đàn chót hy vọng. Chỉ một Thiên Chúa đấng con thương, chỉ một Thiên Chúa đấng con tin tưởng. Lời của Ngài là niềm vui và ánh sáng, lời chân lý đem lại sự sống muôn xin ở mãi với con Ngài ơi, nguyện xin ở bên mãi mãi không rời. Để dù đời nhiều gian khó giữa hôm mai, cuộc đời con an vui trong tay Ngài. Chỉ một Thiên Chúa đấng con thờ nương, chỉ một Thiên Chúa đấng con tin tưởng. Lời của Ngài là niềm vui và ánh sáng, lời chân lý đem lại sự sống muôn đời. Nguyện xin ở mãi với con Ngài ơi, nguyện xin ở bên mãi mãi không rời. Để dù đời nhiều gian khó giữa hôm mai, cuộc đời con an vui trong tay Ngài. Để dù đời nhiều gian khó giữa